nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Con Tum, vùng tôn giáo, vùng dân tộc thiểu số. Từ đầu năm 2013, lực lượng công an từ thành phố đến cơ sở đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự. Qua đó phát huy vai trò tích cực, chủ động của người dân trong việc tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, ngăn ngừa phát sinh tội phạm ở cơ sở. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố xây dựng mới các mô hình tiến kẹn an ninh tại xã Cron, Tổ đảm bảo an ninh trật tự vì giáo sứ Bình Yên tại xã Đắc Năng. Tổ an ninh trật tự phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết các hành vi khiếu kiện tập trung đông người gây rối làm mất an ninh trật tự trên địa bàn phường Thắng Lợi. Bản tin an ninh trật tự thành phố đồng hành cùng những người lầm lỗi trên con đường mới tại phường Trường Chinh, đồng thời tiếp tục triển khai mô hình camera an ninh tại một số xã phường qua các mô hình đã phát huy được sức mạnh ý thức tự giác của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở từ đó tình hình tội phạm tệ nạn xã hội và mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân giảm đáng kể an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được đảm bảo